Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Văn Tính Đô. Và như các bạn biết đấy, với các dòng xe tải đồng vàng lên 8 nhé. Xin đính chính với các bạn là hiện tại thì chúng tôi, đơn vị Autotedo của chúng tôi là đơn vị duy nhất độc quyền phân phối cái dòng xe tải đồng vàng lên 8 này. Thế cho nên là mọi cái thắc mắc của các quý bác tài, hoặc các bạn muốn mua xe, hoặc các bạn muốn bảo hành, bảo dưỡng, mua phụ tùng xe, thì các bạn hãy vui lòng liên hệ với Autotedo của chúng tôi để các bạn có những cái thông tin bổ ích nhất này và có cái nguồn phụ tùng chính hãng cũng như là giá thành rẻ nhất các bạn nhé. Bởi vì chúng tôi là đại lý cấp 1 cho nên là tất cả những cái vấn đề liên quan đến xe chúng tôi sẽ nắm bắt từ đầu và chúng tôi sẽ là nhà phân phối chính. Và hiện tại thì chúng tôi chỉ có một đại lý ở trong miền Nam, đó là đại lý ở Bình Lợi. Và đại lý đó thì cũng sẽ cùng phân phối xe với chúng tôi, nhưng hiện tại ở trong đó thì mới chỉ có xe sassy thôi. Chúng tôi đang ra phiếu ở trong miền Nam. Còn nếu các bác tài nào mà muốn đầu tư sản phẩm này lấy xe có ngay thì hiện tại chúng tôi đã đóng thùng và ra phiếu tại miền Bắc, cho nên các bác tài có thể liên hệ nhé. Và hiện tại ở trong thời điểm này thì chúng tôi đang hỗ trợ các bác tài rất nhiều các cái ưu đãi dành cho dòng xe này. Nhà nước hỗ trợ và chúng tôi hỗ trợ. Chúng tôi hỗ trợ 1% lệ phí trước bạ và chúng tôi hỗ trợ gói nội thất trị giá lên tới 12 triệu đồng. Và như các bạn thấy, một phiên bản xe của Autotedo chính hãng thì thứ nhất là sẽ phải có tem của đồng vàng D8 Autotedo. Đó. Và có thêm các cái bộ tem thùng này các bạn nhé. Và phiên bản xe mà chúng tôi gia công thì sẽ là những cái phiên bản mà có hệ thống cản hông, bo sàn, bọc bửng, rào chắn ở bên trên bằng inox. Và những cái phiên bản này là chúng tôi sẽ gia công ở bên ngoài. Nhà máy thì sẽ không có hồ sơ xe đâu, và sẽ chỉ có xe taxi thôi. Cho nên là các bạn vui lòng khi mà muốn có thông tin chính xác về xe hãy liên hệ với chúng tôi. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cái hệ thống nội thất trị giá lên tới 12 triệu cho cái dòng xe tải D8 trong thời điểm này. Xe tải là cái phương tiện cũng như là một người bạn của chúng ta để chúng ta có thể kiếm tiền. Thế nhưng mà hiện tại với cái nhu cầu mới bây giờ rồi thì xe tải còn là một trong những cái phương tiện để chúng ta có thể là nghỉ ngơi trên đó trong những lúc chúng ta làm việc. Thì cho nên là về cái phần hệ thống nội thất là một phần hệ thống cực kỳ quan trọng mà chúng tôi lưu ý đến cho các bác tài. Thì như bạn thấy đây, toàn bộ hệ thống ghế da, giường da, ốp lưng, bọc trần chúng tôi làm hết bằng da, cho cái độ thẩm mỹ nó tăng lên. Với cái thứ hai, nó thơm, nó không bị hôi, nó dễ vệ sinh. Đó, các bạn thấy không? Và khi chúng ta nghỉ ngơi nó cũng có rất nhiều các cái không gian thoải mái. Rồi bọc vô lăng này, đó, bọc vô lăng, trải sàn, cực kỳ dễ vệ sinh các bạn nhé. Và một cái màn hình Android 9 inch. Màn hình này có SIM và có đầy đủ các tính năng xem phim, nghe nhạc, YouTube, Google Maps, vân vân. Và ngoài ra thì cái màn hình này đã được chúng tôi lắp các cái hệ thống cam này. Cam hành trình là cam cả tiến cả lùi các bạn nhé. Hành trình có cả hành trình tiến, hành trình lùi, chứ không phải là chỉ có quay đằng trước đâu. Và hệ thống cam này có thẻ nhớ, nó sẽ quay lại hết các cái quá trình di chuyển của các bác tài trong khoảng độ từ 3 cho đến 4 ngày. Khi mà nó quá cái bộ nhớ của nó trong thẻ nhớ ấy thì nó sẽ tự động xóa đi. Cho nên nếu các bác tài là mà cần lưu lại những cuộc hành trình đến lâu dài hơn, các bác tài có thể rút thẻ nhớ ra và chúng ta đao sang một cái USB khác các bác tài nhé. Đó, ở đây thì vẫn chưa hoàn thiện đầy đủ bởi vì chúng tôi còn làm thêm một số các cái khác nữa. Và đây như các bạn thấy thì chúng tôi còn dán thêm cả phần hệ thống kính, dán phim cách nhiệt cho các bác tài để chúng ta đi cho nó mát mẻ hơn, nó không bị chói mắt. Đó. Và cuối cùng là một chiếc ghế hơi dành cho các bác tài. Đó, đây các bạn thấy không? Ghế hơi này thì sẽ được đấu thẳng vào đường hơi của xe tải D8. Và các bạn yên tâm là khi chúng tôi đấu vào thế thì chúng tôi sẽ bảo hành. Vì đây là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Bởi vì chúng tôi là nhà phân phối cấp 1 rồi, nên là chúng tôi sẽ bao hết tất cả các cái mọi vấn đề liên quan đến xe tải D8 các bạn nhé. Và hệ thống ghế hơi này thì nó sẽ có tác dụng giúp cho chúng ta đỡ đau lưng hơn. Bởi vì xe tải D8 là một tải trọng 8 tấn thì chúng ta đi rất là đường rất là dài đấy. Nên là ghế hơi này cũng rất là cần thiết này. Đó. Và thứ hai nữa là khi mà cái độ rung lắc của ghế hơi này nó bật lên bật xuống thì nó cũng sẽ giảm thiểu cái tình trạng buồn ngủ cho các bác tài. Như các bạn thấy cái hệ thống giường da này, cabin kép ở trên thị trường thì cũng có rất là nhiều. Thế nhưng mà để mà kiếm được một chiếc giường có cái kích thước lớn như D8 này là gần như không có. Bởi vì nó có cái chiều dài này hoặc là bề ngang là lên tới 1m75. Và cái chiều rộng của cái giường da này lên tới 48 phân. Trong khi các chiếc xe khác nó chỉ có cái độ bề ngang là 1m7 và rộng chỉ có 38 phân thôi. Các bác tài nào mà to cao một chút nằm thì cũng rất là khó chịu. Thế nhưng mà yên tâm với cái giường D8 này, khẳng định các bạn nằm rất là thoải mái các bạn nhé. Những cái gì mà tốt nhất thì chúng tôi đã dành cho các quý bác tài ở trên hệ thống nội thất và hỗ trợ các bạn thêm về cái phần lệ phí trước bạ rồi các bác tài nhé. Như vậy là trong thời gian này khi các bác tài đăng ký đăng kiểm thì gần như là chúng ta sẽ không mất cái
lệ phí trước bạ nữa. Thế nhưng mà chỉ còn 1 tháng 15 ngày nữa thôi là các bác tài sẽ phải mua cái chiếc xe tải đồng vàng lên 8 này. Nó chênh lên khoảng độ 3-40 triệu các bác tài nhá. Đó, thì các bác tài có nhu cầu đầu tư về dòng sản phẩm đồng vàng D8 này, hãy liên hệ với tôi để có một chiếc xe hoàn thiện nhất, đầy đủ các cái gói ưu đãi, và đặc biệt hơn nữa là chế độ bảo hành bảo dưỡng sau bán nó sẽ được tốt nhất các bác tài nhé. Cảm ơn các bác tài đã xem hết video của Văn Tình Đô. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào.